Rồi, cảm ơn ông nhé, để cho sang bên này. Đánh chậu này, chậu tàu, chậu bỏ chậu. Mở hàng chưa? Chào anh. Mở hàng chưa? Mình cứ ngồi vào đây cho nó, ngồi đây cho lành, không có lại ô tô nó chuyển qua đúng không? Có cây xanh nào rẻ rẻ không? Hai cây xanh này đây. Bao tiền? Xanh này bao tiền? Cái này là 4 triệu. Mà bán 1 triệu bỏ cho giảm mấy cây này nhé. Lấy một cây. Cây này cây gì? Cây găng. Găng 1 triệu cái này thì bán luôn này. Ui giời. Thế còn cây bên này? 1 triệu bỏ giả này. Cây này là 3,2 triệu. Làm móng hay là gì ấy? Cái này không phải là quê nhỉ? Nhỉ? Bỏ mấy cái này đi. Không thấy cho cháu đi. Thôi làm 2 cây. Làm 2 cây. Ôm nó lại qua đây ngất luôn. Cái của em bằng cây mà cũng không có dây nào anh chơi luôn. Xe của lá còn không nhìn thấy nắng cơ. Ừ, đấy. Lắp ở đây. Ngồi đây tí đã. Chơi ông già đấy. À đấy, hay đấy. Đấy. Ưu tiên người cao tuổi mê cây. Tay chốt hay rồi. Đấy. Đấy. Cụ là hay đấy. Mê cây đấy. Không rẻ đâu. Cái này thì quá rẻ rồi. Không rẻ. 700 cái này không rẻ. Anh được 300. Quan trọng. Quan trọng cụ thấy thích là được. Chiếc giỏ xe chở đầy cây cảnh. Đấy, toàn giỏ xe này. Cây này bao tiền? Để này gắn cho xi măng cả là nó có cái tay mà. Có cái tay, cái màu đá nó gần đến như này. Gắn lại mẹ dưới để cho nó giữ. Đấy, chúc mừng cụ. Cháu ăn cảnh. Cái này là xuất phát từ một ông dạy làm cây ở xã em. Ông ấy làm lâu lắm hết rồi. Nên bao nhiêu lần ông ấy làm gì có ông nào đó nhỉ? Ông gì? Ông làm cây xanh nhỏ này. Ông Lượng. Anh đâu rồi? Biết. Hoa Hồng. Cũng lên nhà ông ấy rồi. Chưa, nhưng mà biết. Cả hai cây đúng không? Cả hai cây. Cái này là ông ấy không một bàn đâu, em lên bao nhiêu lần? Cùng nước làm này, cùng nước làm. Nên bao nhiêu lần ông ấy kiểu làm một bài thơ. Bài thơ mẹ cùng con. À, ông ấy làm theo chủ đề là mẹ cùng con này, cái mẹ này, cái con đẹp của con. Con thì cao lớn rồi đấy. Mẹ thì còng lưng. Mẹ già còng con. Mẹ còng cả lưng đấy. Con cả cao lớn. Ông ấy đọc bài thơ dài lắm rồi, em không nhớ đâu. Bỏ chồng ra căng rồi. Cái chậu nguyên bản của con là. Đây á. Đẹp không con? Đây cái con cây kim quýt này bao tiền? Cái này là 3,2 triệu. Thế là vừa mở hàng rồi đúng không? Vừa mở hàng mấy viên này hôm nay mà bán 1 cây. Quá đau hồ. Từ từ. Trước mỗi mùng 1 mà có mấy ông gọi xong lại giảm cái này thôi. Xăm trái này, xăm trái là nhiều. Dạ. Xăm trái đây là. Cái này là bao tiền? Cái này là 2 triệu. 2 triệu. Đấy. Cái kia thì to thì cái này
để bàn trà, để cái đôn đổ xuống. Rồi, cây đẹp quá, xin cảm ơn. Ra thăm ông Nhạn nha. Wow. Lộc vườn lộc lá ghê nhỉ. Tôi bảo cái gì 7 triệu cho cái lộc vườn. Béo đấy nhỉ. Tốt quá, không nhìn rõ. À, cây 8 đây à? Tùng. Mấy tiền đấy bác? À, tiền này họ chỉ một tay. Một tay được nhỉ? Để xuống này thôi. À, cảm ơn nhé. Xanh kia là bao nhiêu chú? Đâu này. Cái 4 triệu. Còn cái kia? Cũng thế. Cái này cũng thế, ba kia bằng tiền nhau. Tiền nhau, có cái kia 7 triệu. Bằng tiền nhau hết. Cái thùng này là vừa mới xuống là con giá bao nhiêu chứ? Cái này để cho đẹp vườn bán nữa, cái này. Khó nhỉ. Cái cây này, cái làm cây này cũng cả. Gửi à? Gửi, 80 người. 8 bánh mì được gửi mà. 8 bánh mì á? Ừ. À, khổ quá, hôm trước bảo cháu vào lấy cây này. Bảo đẹp lắm. Chắc là có mỗi cây này. Nó gửi mà cây vườn ta nó gửi mấy cây mà. Làm bánh mì gì? Ừ. Thế mà hôm vừa rồi bảo có cây tùng đẹp lắm gọi cho sai mà. Nói như chắc là cây này. Này gì? Có cây nào mà 10 triệu ấy, sợ lắm. Cháu chưa sang được. Không biết có phải cây này không. Chà. Thì có tiền nói gì chả hay. Thế vừa mang đây chú à? Cái này nghệ thuật đấy nhỉ. Giống lá móng nhỉ. Cây lão. Cái này à? Được quê đây xem. Tùng này trở về thì hơi vất đấy, chậu to. Trần. Tôi bảo nhà mạnh gì. Lấy tiền lại mang ra thôi không? Cái xanh này hay đấy. Hay ho hết đấy. Cái này hay phết nhỉ. Đây nhà khách. Sạch sẽ cây. Điệu đà sạch sẽ. Giá trị thì nó không nhiều được nhưng mà điệu đà sạch sẽ. Cây này nhìn yêu nhỉ. Nhà khách thích thích. Thank you.
xem cái mặt sau. Đấy. Tiếc chưa có chân chưa dáng rất ổn được. Tuổi tác thì nó hạ cổ xuống mà, cho nên là nó có tuổi rồi, tuổi từ lúc đẻ ra đã có tuổi kiểu. Ý là hạ từ cây mẹ xuống. Trong nhà hôm nay có, dạo này có cây nào siêu phẩm? Đúng. Ở trong nhà có cây nào nét căng không? Có. Được, bố trí cho vào. Đắp rêu nó bám tốt nhỉ, mướt xi xi đấy, đúng đây của ấy đây, hương hương nhỉ, nhỉ? Đắp rêu tài đấy, giữ ẩm tốt nên là rêu nó ăn ngay này, như nhung này, cuốn cuốn. Đấy kiếp, nhìn nó thấy tết. Cây này bao tiền nhỉ? Cây của anh bán 5 triệu thôi. 5 triệu. Cây tùng 5 triệu, phân lúa. Lá móng. Hôm vừa rồi có ai gọi cái ổi không? Em thấy có không thể hỏi. Không ăn thua, không được. Hả? Không bán được. Không bán hỏi, được. Không hỏi còn, không thể bảo còn. Nhiều người hỏi lắm rồi chắc không gọi. Già. Già lắm. Anh Dượng này lấy. À, cái cây đấy ấy. Vượng biết nhiều lắm nhưng mà gần như là không nhớ được. À à, một xe kìa. Đúng rồi, có nhiều ông cứ hỏi ở trên kia nhưng không biết ông nào, nói chuyện với rất nhiều người mà không biết là ai. Ai cái xi kia là bao tiền? Ai mà thích vẫn cứ gọi số hôm trước nhỉ? Cây này là cây gì? Đấy, cây tài lộc, đúng không? Mỗi cái gì bác ơi? Chiều bán 1,2 triệu bác ạ. Vâng, cây 3 vai, cháu ấy, 2 cây này 1,2 triệu, cây này thì rẻ hơn. 3 vai thì nó ra sáng rồi bán cái nào chứ? À mà